Con có ngày xưa con có công ty mỹ phẩm, thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia, thì con thấy ông xã con đang là đứng top đứng top về marketing rồi PR chiến lược cho các nhà hàng. Thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con. Tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Vợ chồng con ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng. Lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xong thẳng vô nhà xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em, bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng, đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc đó, có nghĩa là rất là nhiều trò. Lời đầu tiên cho phép A Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. A Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi A Tuân là 36 tuổi. 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của A Tuân. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh A Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu, và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Trang nhiêu tuổi rồi con? Dạ con nhỏ lắm, con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và gặp có ấn tượng gì về nhau? Dạ lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm. Thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia, thì con thấy ông xã con đang là đứng top đứng top về marketing rồi PR chiến lược cho các nhà hàng. Thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi mà con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều, thì thấy là nghiêm túc và chững chạc, với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Là thấy tin tưởng và ấm áp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có thích ảnh không? Lúc đó thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nghiêm hay sao, với lại đầu chọc anh em mình nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Dạ. Thế mà lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu, rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò rồi các thế này kia, chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó, thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con. Tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi cái đó là sao rồi? Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Thì chắc có lẽ là ở cô này là chắc Tuân phát hiện nè, cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia, đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi. Đúng không? Dạ, tại vì sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê,
với lại mình có thiền nữa, thành ra mình cảm nhận nó hơi cái sâu, trực giác hơi bị tốt đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ. Rồi sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó về một cái gì đó. Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ. Thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp được, làm thay cho con những chuyện đó. Chăm sóc. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó. Bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á. Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho qua nhà này kia chứ đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo bia sản phẩm rất là nhiều, là nơi này nơi kia nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sau mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình, lại là một người rất thành công, và là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của Quỳnh Trang á có e sợ không? Có e ngại không? Có cản trong khi Trang quá trẻ. Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ á, má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi, gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa, tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được, bây giờ con có thể nói ôi con thương lắm, ai cũng thể miệng ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không. Hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi, hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ, con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Cho nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác, tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Và tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình á cô. Simba mà nó giống y chang Tuân. Ừ. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á, lúc nó còn nhỏ đó. Hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. Từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào đấy, bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Dạ, cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái điều đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Với cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên đó mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em. Bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng.
Đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ, xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc. Đó, có những rất là nhiều trò. Thì em ngồi em mới cười, trời ơi, chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi, chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà đi lít lên. Thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó. Đúng rồi. Là chân thành đó. Ok. Đây là người phụ nữ mà chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó, ghê chứ đúng không? Cái đó. Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Cái đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Đã. Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm. Nghe nè. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cái cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta? Đâu cứ để Trang nói. Ồ, thấy ông chững chạc. Trang nói có với anh. Có mà khui đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đàn hát hò đâu. Cái ban đêm 12 giờ 1 giờ sáng trời ơi cầm guitar hát in nổi trong nhà giấc trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang trong nơi ở hát hò vô thang máy âm thanh kia. Hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuân? Chung cư cực kỳ khoái em. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ông mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Hát hò. Có thù với âm nhạc cô ạ. Suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta? Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nhanh nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Ví dụ khó những cái khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc. Tức là tật khó với con á, đúng không? Không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu. Đó là năng lượng tích cực, nó sẽ cho năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định, tại vì chữa được bệnh tật nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Ê, nó nghe nè anh suy nghĩ cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Mà luôn là bị cáu là bị cáu là là đang nói xong cái ổng sửa lưng hả? Dạ. Đó là khó chịu lắm không? Hoài khó chịu. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc rồi có khó khăn gì? Ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế. Không có hở hang hay là khoe da khoe thịt đại khái là như vậy. Nhạc sĩ chắc là lãng mạn lắm chị. Tại vì ông không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia nhưng mà không hề. Lãng nhách hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết hết. Ngày nào cũng là ngày vui. Thế cho nên là không có nằm trong cái cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ nữa. Tại vì không? Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì bực. Ok mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi luôn đi. Xong. Về xuất hiện ngay lại khỏi. Trời ơi. Bắt bà hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thực ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Dạ, tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Con vợ con còn có cái tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chữ đó. Không được nói chữ đó. Thật ra thì đặc tính thì phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa thích hay nghe những cái chưa hay xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu mà là chưa hay, nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là
có đợt con đi tiếp khách cái cô, thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con. Cô nhắn tin bảo là: chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ mà có dấu hiệu không lành mạnh. Đó, xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là: bình thường mà em, đàn ông đi tiếp khách mà. Xong về mới nói lại với con là: anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh. Đó là một cái đức tính rất là đặc biệt, đúng không? Bây giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi, đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi, bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là gọi là không phải là đại chúng đâu nha. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Đúng nhưng rồi. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con, đúng không? Đúng không? Hỉ nộ ái ố đủ cả, đúng không? Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn, kệ không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin: trời ơi mình nhớ chồng mình quá, là trời ơi mình nhớ chồng mình quá, quá là con mò về. Đó, thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là nhu thắng cương, gọi là lạc mềm buộc chặt. Đó, kiểu vậy đó. Và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, em năm nay là 34 tuổi. 34. Em ở đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái, em cũng 34 tuổi, bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sen. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá, xong rồi em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là: ủa, bọn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó có mấy cọng le que anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc á, lúc nào cũng Angani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India. Hả? Tại vì em không thích người India hay bị hôi nách á. Em không thích là người tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó tiền. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? Lúc đó thì vẫn chưa, vẫn xin chưa? Vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á, tại vì không, em một tháng. Em có bồ ở đó. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng còn mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà anh vẫn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu.
Thằng kêu wow, có gì? Nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bảo anh khùng mới gì anh nhắn tin, không không anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Không cố tình mà. Rồi thằng bồ bao em lâu bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng anh. Chịu không nổi đúng không? Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ 2-in-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1 giặt và xả tất cả trong một. Ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái á, còn cái chiêu nào nữa không? Còn show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số. Thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái like. Nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác, lại nhắn tiếp. Đó, thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Trời ơi, trời ơi. Cái cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời dễ sợ quá. Thật sự mà nói lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm. Là em chặn hết, xong rồi em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích trai miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp ấy, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ổng ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có không phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam rồi, em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn này mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? Dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa? Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao, cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ổng nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Ổng hất tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. Biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh này, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10 nghìn thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Câu đó mà mình cảm thấy thương không? Là bắt đầu là thương không? Là đi theo không? Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Tình cảm của hai đứa có yên ổn không hay là có sóng gió? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở mới sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại. Thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ hết tất cả với ổng. Đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao cầm bị Linh nói con này mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi.
Đó, bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi, đi kiếm người khác. Vậy đó hả? Ôi, như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? Cũng 4-5 năm nữa. 4-5 năm mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm á. 7 năm. Chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm. Thật ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về tính cưới em lại. Thì gặp lại anh này, anh này có một bệnh rất là nặng, tưởng nó là chết á. Nói chung là cũng có một cái người cô ở bên ở ngoài vô thăm, rồi kêu con em qua thăm ảnh. Thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi thì kêu qua, thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó, mình đang sốc không có nở. Thì tức là lúc anh Linh bị bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Có nghĩa là cái thời điểm đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái. Vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng lúc đó vợ em bị nổi cháy rạ nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Cái là hiểu là vợ mình thương mình thiệt đúng không? Sau này là lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái, còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau. Thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Rồi sao? Ba người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. Vậy đó. Rồi. Như vậy là sau cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt. Nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu bằng mày tao. Nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc. Người ta không có nói gì nhiều. Em lên Linh rồi anh cũng thương mình là hạnh phúc, mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Cái ban đầu thì cảm thấy rất là buồn. May là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bóp nữa. Thôi được như vậy là rất là vui rồi em. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc. Và nghe được cái điều mà em vừa nói là bởi vì em đã tìm được cái hạnh phúc của em, là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về cái việc mà thay đổi của mình. Vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11-12 giờ mới dậy. Thì bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái này em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách, rồi làm việc. Sách cũng là thay đổi tất cả mọi cái, chứ không giống như ngày xưa nữa. Giờ còn xào chén nữa không? Không. Hết rồi. Thôi như vậy là quá tốt vậy rồi. Vậy là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện vô hay luôn chị ơi. Phải có cái chuyện kia chứ. Cái vụ kia. Cái đó. Chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu đó. Chứ phải có chứ. Sao mà không có được đúng mình con người mà đúng không? Dạ. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính. Thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Dạ. Là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích em nói, vợ em tán cho em cái. Vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn.
không có đi nữa. Thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi, thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Lúc đó em có lỗi thì tại lúc đó đang có bầu, hình như là trong người không được có tỉnh táo, lúc đó là hay nóng lắm nha. Đúng đó, em nóng ghê lắm, em thay đổi kinh khủng lắm, nói là chửi dơ dơ vậy, kiểu như y như bà điên vậy đó. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Cái đó sau này thì sau này vẫn nóng hả? Em phải kể chi tiết sau này khi mà đã sanh rồi. À, đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Đúng là cái nóng tính đó. Bây giờ chứng thỏ. Bây giờ đỡ hơn ngày xưa tôi, đỡ hơn cái thời mong bầu tôi. Nhưng rồi bây giờ còn tật gì nữa nè? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi. Còn lại mọi cái là ok hết. Rồi thế còn em, chồng em sao? Chồng em thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ổng hơi mê chơi. Mê cái môn gì là ổng chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ổng đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ổng cua gái á, là cua đứa nào là phải được đứa đó, phải dính đứa đó đó. Cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ. Mình sợ sau này ổng mê con nào nữa, chắc ổng bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế nào cho ổng kiềm chế lại được. Đó. Biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng. Đó, biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng lại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, có nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có đáng dạ, kém bên ngoài không? Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này thôi đúng không? Dạ tại vì cái người xưa người ta hay nói mà giang sơn dễ đợi bản tính có giờ á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại? Cái chuyện đam mê á và sống chết với cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ, mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu ảnh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như ảnh mê những cái đó thì ảnh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu chị đúng không? Đó. Tánh ổng á không có xấu gì hết, chỉ có một cái là mê chơi. Nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là xúm đồ, là đi một cái một gì đó, không báo trước với vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít vậy đó. Chị cảm giác là vợ em vẫn còn cái điều gì mà chưa nói với em á. Thì nãy giờ chị ngồi nói chuyện với vợ em thì vẫn có cảm giác đó. Hôm nay nhân cơ hội đến chương trình Vợ Chồng Son thì như chị Vân vừa mới nói thì anh cũng rất muốn Linh đi, mình đàn ông mà đúng không? Anh rất muốn em thể hiện bằng lời nói, bằng hành động gửi đến cho vợ mình nhân cái dịp mà đến với chương trình ngày hôm nay. Chỉ cần là vợ tin tưởng, bởi vì chắc chắn là bây giờ em đã thay đổi rồi. Ngày xưa là chồng xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái, sao cũng được hết. Nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ. Thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy. Và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói gì chồng đi cưng. Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Như có một cái người phụ nữ của mình mà chị có cái gì chích thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều, xung quanh thì nhiều người dòm ngó lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc, thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có, nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Là tuyệt vời luôn đúng không? Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hà Mạnh Cường, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại là em đang làm nhân viên văn phòng. Bọn em đang ở quận 7 ạ. Mời vợ Cường. Dạ chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em là Mai Hương. Em cũng 33 tuổi và em cũng đang là nhân viên văn phòng. Đều là nhân viên văn phòng và đều là tuổi con rồng, đúng không? Lần đầu tiên các bạn gặp nhau ở đâu nè? Và tình yêu nảy nở ra sao? Hồi đó là năm 2016. Em còn làm việc và sinh sống ở bên Singapore. Thì lần đầu tiên gặp nhau là lúc đấy là Hương đi cùng với gia đình du lịch. Mà em với Hương thì có một cái cơ duyên rất là hay á. Cậu mợ của Hương á, là ba mẹ nuôi của em, rất là thân với bố mẹ của em. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn thì hai đứa cũng kiểu như là chỉ là nhìn thấy nhau lướt qua, không ấn tượng gì cả. Đến cái đợt đấy Hương đi qua cùng với lại gia đình mấy ông hàng đi. Tại xứ người thì lúc đấy em mới bắt đầu em để ý. Thứ nhất là hợp nhãn mình rồi, là em cũng đã thích rồi. Với lại Hương rất là hài hước,
nên là em có ấn tượng ngay. Như vậy là có ấn tượng đẹp về Hương. Thế còn Hương thì sao? Thực ra lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Em cũng biết là có một bạn nào đó bằng tụi mình tên Cường, cũng biết từ bé rồi tại vì biết ba mẹ anh mà. Với lại thực ra là trước đó khoảng nửa năm á, khoảng 2015 hay 2014 gì á, thời đó Cường bên Singapore thì em làm trong công ty của Singapore. Có một cái điện thoại của công ty cấp ấy bị hư thì em gửi sang nhờ anh sửa. Thì lúc đó là gặp thì cũng kiểu như là nghĩ là nhờ anh cầm cái điện thoại dùng mình đó thì cũng muốn cảm ơn á. Sau đó thì sao? Cường có tìm hiểu về cô này, xem coi cái tình trạng cô ấy là độc thân hay là có bạn trai. Sau đấy thì em cũng có liên hệ với lại em họ là con gái đầu của ba mẹ nuôi của em ấy. Ừ. Bạn đó với lại Hương rất là thân với nhau. Tại vì tính em cũng hơi kỹ một xíu ấy, là có nghĩa là đối tượng mà em để ý ấy, mà nếu mà đã có bạn trai rồi là em không, sẽ không tấn công. Thì bạn đó bảo với em là Hương hiện tại là chưa có bạn trai. Thì em nhớ là sau đấy là em bắt đầu tấn công là 8 tháng 3 năm 2010, 2017 hay 2016 thì em không nhớ chính xác. Em có nhờ một người bạn khác mua hoa tặng cho Hương mà giấu tên 8 tháng 3. Nhát quá vậy? Đã quyết định tấn công người ta rồi còn lại tặng hoa rồi còn giấu tên, giấu đó tên là sao chị? Ủa sao bên này nói là giấu tên? Nhưng mà cái người bán hoa người ta ghi một cái chữ rất là nhỏ là Cường con ba Hưng mẹ Hường, ghi rất nhỏ trên cái tấm này nè. Thợ lộn đó đúng cái không? Cũng nhờ bà bán hoa cẩn thận đó em. Ừ. Em ngồi em nhìn cái bó hoa nó phải nửa tiếng tự nhiên nhìn thấy cái dòng rất là nhỏ. Nhưng mà em phát hiện ra liền đó là của Cường không? Ngay lúc đầu thì em không phát hiện ra. Giấu đầu lòi đuôi. Không, nhưng mà khi mà đọc được cái dòng đó đó là em biết là bạn này không? Dạ biết, tại vì tên cả ba mẹ ghi rõ tên ba mẹ luôn mà. Lúc đó thì cái cảm xúc của em sao? Em cũng chả nhớ, em chỉ thấy bất ngờ thôi. Xong rồi em nhắn tin cảm ơn. Bắt đầu từ lúc đó thì bắt đầu nhắn tin qua lại nhiều hơn. Mình lấy từ cái cột mốc là 8 tháng 3 năm đó. Thì đến bao lâu thì các bạn mới chính thức là quen nhau? 1-2 tháng sau gì ạ? Là Cường tỏ tình phải không? Dạ. Em không nhớ chính xác nhưng mà cũng khoảng 2 tháng sau đấy. Là em tỏ tình ạ. Anh còn nhớ cái câu anh tỏ tình không? Yêu em làm người yêu của anh nhé. Tại vì em vẫn nhớ cái câu em nói là làm bạn gái thì bây giờ bạn trai bạn gái nhiều quá. Bây giờ mình phải phân biệt là người yêu luôn. Dạ đúng rồi. Ừ liền phải không? Ừ liền chứ ạ. À. Mới 2 tháng mà thấm cũng đậm quá á. Rồi cái buổi cầu hôn của ảnh là như thế nào? Đó, mình có cái buổi không? Cầu hôn đó là em lãng mạn sao nào? Hay là tặng cái gì? Thật ra cú này em cú lắm chị. Cú rồi. Quen nhau hình như em nhớ là cũng 1.5 năm gì đó. Xong cái tự nhiên bữa đó em đang ở nhà. Tới ăn trực rồi. Xong ăn xong á, kéo tay em. Giờ mình kết hôn đi xong. Em nhìn xuống thấy hai cái nhẫn, mà hai cái nhẫn như là cái nhẫn đám cưới á. Xong em nhìn vào cái nhẫn gì trông nó rất là lạ, kiểu chưa cưới mà là đã đưa cái nhẫn đôi mà hai vợ chồng cưới á. Xong em còn nhìn thấy tờ giấy 3 triệu đó chị. Có biểu giá luôn hả? Ôi, có hóa đơn luôn hả? Cái đó em cũng hơi không có được để ý đúng không? Tế nhị lắm hả? Thì cũng chia sẻ với anh chị là lúc đầu em cũng, tại vì em cũng thích lãng mạn này kia, lúc đầu em cũng tính là sẽ rủ đi nhà hàng xong rồi làm một cái buổi cầu hôn rất là hơi khoa trương một chút ấy. Nhưng mà em không biết sao tự dưng tối hôm đấy em lại quay xe 180 độ, em suy nghĩ bảo thôi đằng nào mình cũng xác định cưới rồi, thôi mình nói nó đơn giản nhẹ nhàng thôi. Nó riêng tư một chút thì lúc đấy là hai đứa ở trong phòng. Thì em mới nói với Hương như vậy. Nhưng mà thực sự nếu mà em có cơ hội mà làm lại thì em nghĩ là em sẽ vẫn thích khoa trương hơn. Tại vì tính của em là em hơi thích khoa trương một chút ấy. Nhưng cái tình cảm của em á, là em không có ngại em che giấu trước đám đông. Đâu chiếc nhẫn đâu, khoan để em coi chiếc nhẫn đâu. Bọn em thì cũng hơi thực tế một chút ấy. Hai vợ chồng hay làm việc nhà, vợ em thì hay nấu ăn, em thì hay kiểu như rửa chén dọn dẹp ấy. Nên đeo được hình như được 2 tuần vậy. Cái là bọn em thấy vướng quá bọn em tháo ra. Thế hả? Dạ. Bây giờ đến cái phần gọi là cưới nhau đi. Đúng rồi. Đó, sau khi cưới về rồi thì hai vợ chồng có nhận thấy những cái tật xấu gì của bạn đời của mình nó lòi ra? Thực ra là em thấy cũng không nhiều. Lúc cưới thì em cũng xem xét cả con người, rồi công việc, rồi tính cách. Thậm chí là xem xét cả bố mẹ chồng, tại vì quen bố mẹ chồng quá mà. Lúc về thì em cũng không có cái gì mà bất ngờ và cũng không có bị sốc hay gì hết. Giống như mình chuyển nhà đi thôi, không có một cái gì thay đổi đối với em cả. Hai đứa ở riêng. Tật xấu thì chắc chỉ có mỗi cái tật đó là nhậu. Không biết nhậu mà đi nhậu. Thành ra là đúng chính xác đấy. Em luôn luôn sẽ là cái người mà bị xỉn trước. Dạ đúng rồi. Em nghe chuyện kể trên bàn nhậu đúng không? Tính em nó rất là thích đông vui, thích tập thể. Nên là nói chung là bây giờ có gia đình, có con rồi thì vợ mà duyệt cho đi nhậu phát là em cũng nhiều khi em cũng tới bến em cũng kiểm soát được bản thân. Lúc mà xỉn cỡ
cao nhất là như thế nào? Thực ra là xịn trước giờ khoảng 5 năm em nhớ là chỉ có 4-5 lần thôi. Cái tiểu phẩm của anh này nó kinh khủng lắm. Xịn thì trước giờ có 2 lần xịn nặng thì lại ở nhà bố mẹ vợ. Một lần xịn về thì đi xe máy về, ói ở trong nhà vệ sinh. Xong tự nhiên ra cởi hết đồ chị, nằm giữa nhà vậy. Coi như là cả bố mẹ vợ rồi cả em chị dâu là không ra khỏi nhà được, không ra khỏi phòng được vì thằng con nó chấn ở ngoài. Hết rồi. Nóng nực cái bốc quả. Uống rượu bia vô nóng người. Thực ra thì lúc đấy là em hoàn toàn em không nhớ gì luôn ạ. Có nghĩa đến sáng hôm sau dậy là nghe vợ em kể thì lúc đấy em mới bảo chết, mình làm bậy vậy à? Mắc cỡ quá đúng không? Là quá mắc cỡ luôn. Em mà nhớ thì em đâu có làm vậy. Chính xác. Như vậy là nhậu không kiểm soát, nhậu yếu mà khoái ra gió. Này chắc là thực ra là anh hơi thiếu chính kiến. Khi mà có cái chuyện gì, vấn đề gì là sẽ hỏi thăm rất là nhiều bên và thường là bị ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ. Không có lập trường. Họ hàng. Không có chính kiến riêng của mình đúng không? Hay dễ bị lung lay. Có chăm sóc con không? Hay là để con cho vợ? Thực ra là anh chăm sóc con nhiều hơn em. Em chỉ có cho bé ăn, còn lại là chơi với con, rồi tắm rửa, rồi đưa con đi chơi, hoặc tất cả những cái vấn đề về cho con đó là anh làm nhiều hơn em. Có bên con không? Nếu như nói vấn đề này chắc cũng có một điểm xấu của anh, đó là con mà đứng ở đâu thì anh như cái vệ tinh cách đó 1 mét, không bao giờ rời. Thường là ví dụ như bé lớn 2-3 tuổi rồi có thể cho chơi một mình, nhưng mà cứ như cái vệ tinh vậy, cứ đi theo con vậy. Rồi em ghen hay gì? Không, em thấy vậy cũng được. Vậy cũng đâu phải là tật xấu đâu. Cái đó sao là tật xấu được, cái đó là quá hay. Hiếm những ông chồng như vậy lắm. Con của Cường là gái hay trai? Dạ, bé gái được hơn 3 tuổi rưỡi ạ. Trời ơi, cho nên ổng bình còn ổng. Cái tuổi này cũng lắm. Còn ổng là ổng khoái rồi. Hết chưa? Hết rồi. Rồi, tới Cường. Đối với Hương thì em sẽ chia sẻ 2 cái tật xấu. Cái đầu tiên là không được ngăn nắp cho lắm. Dính đến cái đó là bị hay quên. Nhiều khi là Hương đi ngoài đường về xong để cái ví ở đâu đó. Rồi tự dưng bất chợt em đang ngồi xem TV, xem điện thoại, cái chồng. Có thấy cái ví của chồng, của vợ đâu không? Cái thứ hai thì cũng như Hương đã tự thú nhận đó là Hương là giữ anh em. Mà đôi khi là Hương cũng hơi nóng tính. Em cứ hay gọi Hương với lại bạn bè của em là sư tử Hà Đông ở nhà. Giữ đó là giữ trong trường hợp nào? Ví dụ như ghen với em á, là giữ là đúng rồi. Ghen cũng có. Là ví dụ như lúc trước là sau khi kết hôn rồi á, là em kiểu như em nhắn tin hỏi thăm cho bạn gái cũ á. Đấy, thấy chưa? Cái gì nó phải có nguyên nhân. Hương thấy vậy thì Hương bực mình. Như vậy lòi ra cái thật xấu không nữa? Thực ra cái đó cũng chẳng phải là tật xấu không đâu. Không nhắn tin cho người yêu cũ mà. Cái đó là mỗi quan điểm của mỗi người đàn ông thôi. Nhưng mà nhắn như thế nào họ nghĩ đúng là, không? Họ nghĩ là cái đó là bình thường. Nhưng mà cái bình thường đó nó có được bình thường hay không là em phải tham khảo ý kiến của vợ em. Nếu vợ em cũng là người có một cái sự cởi mở như em là thì nó khác. Còn như vợ em không muốn em nhắn tin hoặc là vương vấn gì tất cả những quá khứ á, thì là em phải bỏ hết. Nhưng mà phải theo là cái nội dung tin nhắn là cái gì nữa. Cái gì cũng vậy. Em chỉ cần như nè, em khỏe không? Nhưng mà cái chữ khỏe nó bao hàm tất cả những cái mà nhớ nhung xa cách. Hiểu không? Không có được. Tóm lại là em không hề thích chồng mình nhắn tin cho người yêu cũ đúng không? Không là không. Có đúng là không? Có, không việc gì. Không có mắc cỡ. Ngày hôm nay là phải ba mặt một lời. Đúng không? Em không muốn là nói luôn. Không ạ. Không. Thì không có ai muốn hết trơn á. Thì sau đấy là em biết là Hương cũng không thích, nên là em cũng unfriend cái bạn đó ở trên Zalo luôn. Và từ đấy trở đi em không liên hệ nữa. Dạ. Với lại cũng nóng tính là cũng nó liên quan đến cái khuyết điểm của em. Tại vì em cũng biết là em là người không có quyết đoán ấy. Nên thành ra là có những cái việc mà cần cái sự quyết đoán của em á, em cứ chần chừ. Thành ra là Hương không đợi được là Hương bực mình. Nổi cáo với em. Cái đó thì có thể chấp nhận được cái nóng tính. Nhưng có một cái như vậy nè, có bao giờ mà cô ngọt ngào với người ngoài nhưng mà đối với em thì lúc nào cũng cáu bẳn này kia nọ, có không? Tùy lúc ạ, tần suất cũng không nhiều đâu. Nhưng mà em nghĩ là đôi lúc đấy là do công việc của Hương ấy. Tại vì công việc của Hương thì em xin được chia sẻ là công việc của Hương nó cũng hay gặp những cái đột xuất ấy. Là đôi khi là 6-7 giờ tối phải mở máy tính để làm ấy. Đôi khi là cũng căng thẳng. Rồi vậy nói tóm lại là em muốn Hương thay đổi điều gì? Thứ nhất là em muốn Hương là mọi thứ trong nhà nó ngăn nắp hơn. Thứ hai nữa là cũng cố gắng kiềm chế cái sự nóng tính của mình lại thôi. Nói chuyện ngọt ngào với em nhiều hơn một chút. Và bây giờ Hương thì sao? Mong muốn Cường thay đổi điều gì? Em chỉ có mong muốn là anh có chính kiến hơn thôi. Nhưng mà thực ra là đa số được những việc lớn thì hai vợ chồng đều bàn nhau để quyết định nhau. Đúng không?
nên nó cũng không phải là cái vấn đề trọng yếu nhất. Thật ra như vậy thì không có gì lớn cả. Đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Nói chung là cũng vui quá rồi. Thì đây sẽ là cái cơ hội để cho em có thể quay ngược thời gian. Để có thể cầu hôn lại vợ mình trước bàn dân thiên hạ. Sân khấu này của em đó. Đồng cũng xin lỗi vợ là không có một cái màn cầu hôn nó không được lãng mạn, nó đàng hoàng á. Thì hôm nay là chồng cũng xin được cầu hôn vợ một lần nữa. Thì vợ hãy làm vợ của chồng nhé. Cảm ơn anh.